Sáng 21 tháng 4, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể em học sinh còn lại trong vụ hai em học sinh bị sóng biển cuốn trôi tại bãi biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, chiều 20 tháng 4, một nhóm học sinh trú phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa rủ nhau ra biển Hải Hòa để tắm. Trong lúc tắm, em Quy và D đều là học sinh lớp 5 bị sóng biển cuốn trôi. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy em Quy và đưa đi cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi. Đến rạng sáng 21 tháng 4, thi thể em D mới được tìm thấy. Ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Nguyên Hằng, 43 tuổi, nhân viên khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đắk Lắk và Đinh Lê Lê Na, 33 tuổi, nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á phụ trách khu vực Tây Nguyên cùng về tội tham ô tài sản. Theo quyết định khởi tố bổ sung năm 2021, Hằng được CDC Đắk Lắk phân công phụ trách phòng xét nghiệm sinh học phân tử, lập dự trù hóa chất, sinh phẩm, thuốc thử, trang thiết bị y tế cho phòng xét nghiệm PCR, quản lý vật tư tiêu hao sinh phẩm hóa chất phòng xét nghiệm sinh học phân tử. Tuy nhiên, Hằng không ghi chép sổ theo dõi hàng hóa tiếp nhận, không ghi chép sổ hàng hóa sử dụng theo quy trình được ban hành. Trong quá trình tạm ứng hàng hóa phục vụ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Hằng đã thỏa thuận với Na thực hiện hàng khống. Theo đó, Hằng ký nhận trên các phiếu giao hàng nhưng không có hàng hóa kèm theo. Sau đó vẫn thực hiện thủ tục thanh toán tiền đối với số lượng hàng theo các phiếu giao hàng. Sau đó, Công ty Việt Á tính toán tiền hàng khống và chuyển khoản để Na chi trả lại cho Hằng gần 1 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 27 tháng 5 năm 2022, Hằng và Na cùng 4 bị can khác là giám đốc và nhân viên của CDC Đắk Lắk đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các cơ quan chức năng và Công an huyện Bắc Mê đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4, tại thôn Bản Khuôn, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người chết và 1 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Hoàng Dùng Thinh, sinh năm 1971, đã dùng dao chém chết vợ là Hoàng Mùi Si, sinh năm 1970, và làm bị thương con trai là Hoàng Càng Sến, sinh năm 1997, tại đường mòn cách nhà khoảng 300m. Sau khi gây án, Hoàng Dùng Thinh cũng đã tự sát và chết trong phòng ngủ. Khoảng 14 giờ ngày 20 tháng 4, 7 người đi cùng nhau trên một chiếc thuyền trên sông Lô để sang bờ bên kia và khi đến đoạn km 9 quốc lộ 2 thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đậu Đức, huyện Vị Xuyên thì thuyền bất ngờ bị lật. 4 người trên thuyền may mắn thoát nạn, 3 nạn nhân mất tích gồm ông T, sinh 1980, bà H, sinh 1985 và ông VT, sinh 1970, cùng trú tại xã Đậu Đức, huyện Vị Xuyên. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông VT, sinh 1970, ngay gần khu vực xảy ra vụ tai nạn. Do sông sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích còn lại. Ngày 20 tháng 4, một đoạn đê bao tại cồn Thanh Long, xã Quế Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở nghiêm trọng. Nước tràn vào khiến hầu hết vườn cây ăn trái và nhà dân trong khu vực bị ngập. Theo người dân địa phương, vào trưa cùng ngày, đoạn đê bao khoảng 40m đã bị sạt lở. Nước sông Cổ Chiên tràn vào bên trong theo đoạn sạt lở đã làm ngập các vườn cây ăn trái và nhà của người dân. Hiện vị trí sạt lở đang có dấu hiệu mở rộng và khó gia cố. Các hộ dân đã phải di dời đồ đạc lên bờ đê ở cách xa khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vũng Liêm, do đây là khu vực xung yếu thường xuyên xảy ra sạt lở, khó khắc phục. Trước mắt, ngành chuyên môn sẽ phối hợp với chính quyền địa phương vận dụng phương châm 4 tại chỗ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, các hãng hàng không trực thuộc ACV xây dựng phương án phục vụ có kế hoạch tăng cường nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm duy trì chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự tại cảng hàng không, phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Các cảng hàng không phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách, bao gồm trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến, hủy chuyến. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay, điều hành lịch bay để hạn chế tối đa chậm chuyến, hủy chuyến trong kỳ nghỉ lễ.
Cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới sáng 21 tháng 4, doanh nghiệp trong nước niêm yết giá vàng tăng 50.000 đồng một lượng. Thời điểm 8 giờ 33 phút, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,45 đến 67,07 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,4 đến 67 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm qua.